Tôi đang dùng cách nay khoảng một tháng, thấy da mặt rất là đẹp. Thành ra sẵn dịp này tôi đến đây tôi mua tới 2 bộ. Tháng trước á, là da cô như thế nào? Đúng ra thì da nó hơi cằn cỗi, nó không có được mịn màng. Mới xài trong vòng có một tháng thôi mà thấy da mặt nó trắng và nó đẹp.